AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu anh em một con game mô phỏng có tên gọi là Isekai Village. Đây là một con game mobile thuộc thể loại game mô phỏng và đưa bạn đến Isekai, tính nếu mà dịch ra tính tiếng Nhật là đó là thế giới khác, tức là các bạn sẽ chuyển sinh ra một thế giới hoàn toàn mới. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con Isekai Village nhé. Con game này hiện tại mới trên Android thôi. Các bạn thấy là game nó màn hình dọc. Mình sẽ đăng nhập vào game. Đấy. Các bạn thấy là đồ họa game này đồ họa mình thấy là cũng khá đẹp nhỉ. Rồi chúng ta sẽ vào game để trải nghiệm xem sao. Đây. Chúng ta sẽ chuyển sinh. Đó, như mình nói là Isekai là một cái thể loại gọi là chuyển sinh đó mọi người. Tiếng Nhật dịch ra là thế khác và hay gọi là thể loại chuyển sinh. Mình sẽ chuyển sinh thành Slim là hoặc là Human Skeleton là Spider là nhện. Mình sẽ chọn là Slim đi. Chọn bừa đi anh em ơi. Đây đặt tên nhân vật nhá. Sói bạc. Và chúng ta sẽ cùng nhau vào game. Đấy, cái này đồ họa rất là đẹp nha, đồ họa phải 5D, mình cảm giác như là một cái thước phim anime ấy các bạn. Thực sự là rất là ấn tượng với đồ họa của con Isekai Village này. Ủa sao có tiếng ta? Ủa sao có âm thanh nhỉ? Không rõ là tại sao không có âm thanh. Đây, game là game đồ họa 2,5D nhá. Và đúng kiểu phong cách anime ấy các bạn. Ồ, mình không hiểu tại sao không có tiếng nữa. Đây rồi, nhân vật của chúng ta sẽ chuyển sinh xuống một ngôi làng này. Với các bạn thấy là mình đã trở thành một con một chú nấm. Đó, đây là cốt truyện của con Isekai Village này. Không hiểu sao, không mất tiếng ấy ạ. Tiếng mình bật lên mất setting rồi. Mà game này đã không có tiếng. Ảo dã man. Đó, chúng ta sẽ có các cái em nhân vật rất là moe, rất là dễ thương. Ở đây mình sẽ bỏ qua phần cốt truyện đi. Sao không có tiếng nhỉ? Chắc là đây, chúng ta sẽ thu hoạch này. Như mình đã nói thì game này game mô phỏng thì các bạn sẽ thu hoạch và phát triển cái ngôi làng này của bạn. Đấy, xây nhà, sửa lại công trình. Ôi, chả hiểu sao không có tiếng luôn ấy. Đây, chúng ta có quán trọ, các bạn để thuê người để điều hành quán trọ của mình. Tí nữa mình sẽ vào phần cài đặt mình ở đây mình có cài đặt không nhỉ? Mình muốn cài đặt cái phần setting ấy. Tại không hiểu tại sao không có tiếng luôn ấy. Ảo dã man. Rồi bắt đầu thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ nhá. Đây, thu hoạch lúa đây. Phải nói là đồ họa con Isekai Village này thật sự rất là đẹp nhá. Đồ họa rất là đẹp. Đó, nó như kiểu là một cái bộ phim anime luôn đây. Ngôi làng chúng ta đây. Rồi chúng ta sẽ đi thu hoạch lúa 5 lần này. Rồi. Dạng game mô phỏng này chỉ có click và click thôi. Rồi chúng ta sẽ thuê người làm. Đó, thuê người làm ở đây. Rồi chơi những con như những con game mô phỏng kinh doanh ấy anh em. Kiểu như vậy. Rồi chúng ta sẽ xây nhà, một cái nhà mới ở đây. Cần nguyên liệu nhá, 100 vàng này. Ok, chúng ta đã có một cái công trình mới rồi. Và lại tiếp tục. Game này nó bị lỗi tiếng hay sao ấy. Lại thuê người làm này. Đó, các bạn sẽ dùng vàng. Game này vàng là rất là quan trọng để các bạn xây nhà hoặc là thuê người làm nâng cấp ruộng lúa lên này. Bắt đầu cứ đi làm nhiệm vụ anh em nhé. Các bạn cứ bấm lên làm nhiệm vụ này. Đó, thu hoạch vàng. Cái lúa này nó đổi ra vàng luôn. Rồi lại thuê người làm. Đó, cái này là bảng nhiệm vụ. Ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Ta sẽ đi làm nhiệm vụ thôi. À, chúng ta up rank cho nhân vật, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn sẽ up rank cho nhân vật của các bạn. Đấy, game này là game chuyển sinh đấy. Và chúng ta sẽ chuyển sinh thành nấm và điều hành phát triển cái... Đây, chúng ta sẽ có nhân vật Fifi sẽ có thể trở thành người đồng hành với các bạn. Rất là dễ thương luôn. Có đuôi mèo luôn ấy. Đây, phần partner này. Nâng cấp partner này lên. Rồi. Và chúng ta đến phần village. Ở đây chúng ta sẽ có phần adventure này. À, cũng có thể chiến đấu được, thu hoạch tài nguyên. Đấy, sau này có phần auto adventure này thì các bạn sẽ rảnh tay hơn. Các bạn sẽ sử dụng vàng nhé, để đi phiêu lưu. Gọi là phiêu lưu đấy anh em. Đại loại là con game này thì bạn nào như trước đây mình đã từng giới thiệu anh em một con game là Ta là Đại trưởng Quỹ thì cũng kiểu cách chơi kiểu chỉ có click này đấy. Thì game này nó cũng tương tự anh em nhé, dạng game mô phỏng click này anh em này. Đó. Chơi trông vậy thôi nhưng mà kiểu chơi này nó bành cuốn nhưng mà mình đang không hiểu tại sao mà nó không có
âm thanh. Mình chưa biết phần cài đặt ở đâu để có thể bật được cái phần âm thanh lên, nhưng mà không có âm thanh em ạ. Đó, sau này các bạn đến cái cuối này đánh boss này. Rồi, hết vàng rồi anh em ơi. Challenge này. Đó, lực chiến với bạn hơn thì các bạn để nói chuyện với người, nói chung là kiểu khiêu chiến boss thôi. Bỏ qua. Và chúng ta sẽ có thêm đồng hành mới này. Ồ, một em nô lệ sẽ trở thành đồng hành. Đây, nhà của mình đây. Chả lẽ em này sẽ chăm sóc mình. Ồ, có tính năng kết hôn này, các bạn để kết hôn với em tương tác này. Ồ, cũng có tính năng thân mật với NPC rồi, kết hôn luôn nhá. Đây, hẹn hò các kiểu. Ồ, tại sao không có tiếng nhỉ? Game này mà có tiếng nữa thì tuyệt vời, không hiểu tại sao mất tiếng luôn ấy. Đấy, không hiểu tại sao không có tiếng, chắc là mình sẽ phải lồng nhạc thôi. Tôi cũng chưa biết là phần cài đặt ở đâu cơ. Nó không có phần cài đặt ấy. Tại sao một con game này nó không có phần cài đặt ta anh em ơi? Các bạn biết lý do. Level 9 thì các bạn phải bấm một phát là thuê 10 lần luôn cho nó nhanh. Nâng cấp đồng hành lên này. Sau này các bạn sẽ có rất nhiều đồng hành khác nhau nhé. Và nó sẽ chia là các nghề nghiệp như kiểu là thợ rèn này rồi chiến binh các kiểu ấy. Mình không biết tên tiếng Anh nó là gì, nhưng mà nó sẽ chia ra các cái nghề nghiệp đó. Thực ra cách chơi game này nó rất là giống con một số con game mô phỏng khác thôi. Đấy, như kiểu là game Ta Là Đại Trưởng Quỹ nó cũng tương tự như con game này. Nhưng mà phải nói là cái con Isekai Village này đồ họa thực sự rất là đẹp nha. Đồ họa rất là đẹp, phải nói là như vậy. Không có gì để chê đồ họa con game này cả. Game này thì đáng tiếc là nó chưa có iOS anh ạ. Rồi chúng ta sẽ... Đó, ban đầu thì cứ đi làm nhiệm vụ cho mình nhá. Thu hoạch này, rồi chúng ta sẽ quán rượu này chứ. Tuyển 25 nhân viên. Các bạn sẽ dùng tài nguyên để tuyển dụng. Nâng cấp dụng lúa này, lên level 4. Rồi đến cái nhà này. Các bạn hãy nâng cấp nhà này. Đó, rồi thuê thêm nhân viên để phục vụ. Tiếp tục lại bấm vào ruộng lúa. Đấy, ban đầu thì cứ đi là ấn vào nhiệm vụ làm nhiệm vụ thôi anh em nhá. Chỉ có đơn giản là vậy thôi. Cách chơi cực kỳ đơn giản luôn, ai có thể chơi được. Thu hoạch lúa 50 lần. Đó, mình đang không... Mình chỉ tiếc là game này tại sao nó không có âm thanh đâu. Chắc là bị lỗi gì đó. Ở đây mình đang chơi bằng giả lập anh em. Thật ra game này nó cũng rất là nhẹ để các bạn thấy chưa, giả lập nhé. Đây, cho NPC vào để nó điều hành cũng như là sẽ thu hoạch được, các bạn sẽ thu hoạch được thêm nhiều tài nguyên hơn. Rồi chúng ta có phần kỹ năng này, nâng cấp kỹ năng. Đó, nâng cấp kỹ năng cho các cái đồng hành của các bạn. 35 người, thuê lên 35 người. Đấy, ban đầu chỉ đi làm nhiệm vụ thôi. Nhà này tiếp tục nâng cấp này, bán kiểu bán thuốc. Rồi giờ sẽ cần lên level 3, nâng cấp rank nhân vật của mình lên level 3. Đó, nó sẽ mở khóa thêm các tính năng mới. Đây lại có thêm đồng hành mới này, thuê luôn. Đây là kiểu mục sư, chức nghiệp là mục sư anh em ạ, kiểu cảm giác như vậy. Rồi lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ thôi. Đấy, cách chơi con game Isekai Village này nó thực sự là rất là đơn giản. Nhưng mà chưa có tiếng Việt nên các bạn sẽ phải biết một chút tiếng Anh để có thể chơi được nhá. Chưa có tiếng Việt anh ơi. Rồi sẽ thêm nhân viên vào đây sao cho phù hợp nhất. Tạm thời là như vậy đi. Và các bạn cũng phải nhớ là nâng cấp nhân vật của mình lên, nâng level lên. Đấy, cũng rất là quan trọng nhá. Chúng ta sẽ đi bảo là đi nâng cấp kỹ năng à. Nhưng mà mình đang không có cái nguyên liệu gì để nâng cấp. How to nâng cấp. À đây, nâng cái này đi. Rồi. Tiếp tục là đi adventure này, đi phiêu lưu. Cái này chưa mở auto được, level 9 nó sẽ mở rất là nhiều cái auto thì mình sẽ rảnh tay hơn ấy. Hiện tại là chưa mở auto được.
nói chung là cũng được, nhưng mà mình chỉ tiếc, mình chỉ tiếc là tôi tại sao mình không thể gọi là có phần cài đặt ta, mình không biết phần cài đặt ở đâu. Không không, mọi lại mọi thứ đều rất là ok, ổn áp nhá, nhưng mà không biết là phần chỉnh tiếng ở đâu, game không có tí âm thanh gì luôn. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game mô phỏng kinh doanh có tên gọi là Isekai Village nhá. Các bạn sẽ chuyển sinh đến một ngôi làng và từ đây các bạn sẽ phát triển cái ngôi làng này của mình, sử dụng thiên tài kinh doanh của bạn để phát triển ngôi làng. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kobe. Cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, quá tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.